Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Khải Huyền chương 1. Mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho người, để người tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của người biết mặc khải đó. Ông Gioan đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô, về những gì ông đã thấy. Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó. Vì thời giờ đã gần đến. Tôi là Gioan, kính gửi bảy hội thánh Asia. Xin đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của người. Xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Tôi là Gioan, một người anh em của anh em. Tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Patmo, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng: Điều ngươi thấy hãy ghi vào sách và gửi cho bảy hội thánh Epheso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sarde, Philadelphia và Laodicea. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn có ai giống như con người, mình mặc áo trùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Đầu người tóc trắng như len, trắng như tuyết. Mắt người như ngọn lửa hồng. Chân người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò. Và tiếng người như tiếng nước lũ. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao. Và từ miệng người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Lúc thấy người, tôi ngã vật xuống dưới chân người như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: Đừng sợ, ta là đầu và là cuối. Ta là đấng hằng sống. Ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. Đây là ý nghĩa mầu nhiệm của bảy ngôi sao ngươi đã thấy trên tay hữu ta và của bảy cây đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên thần của bảy hội thánh và bảy cây đèn là bảy hội thánh. Sách Khải Huyền, chương 2.
hãy viết cho thiên thần của hội thánh Ê-phê-sô. Đây là lời của đấng cầm trong tay hữu bảy vì sao, đấng đi giữa bảy cây đèn vàng. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thực ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, ta đến với ngươi và ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó nếu ngươi không hối cải. Nhưng ngươi được điều này, ngươi ghét các việc của bè Nicola như chính ta cũng ghét. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng, ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Smyrna. Đây là lời của đấng là đầu và là cuối, đấng đã chết và đã sống lại. Ta biết nỗi gian truân và cảnh nghèo khó của ngươi, nhưng thực ra ngươi giàu có, cũng như ta biết lời vu khống của những kẻ xưng mình là Do Thái, mà thực ra không phải. Chúng chỉ là thành viên thuộc hội đường của Satan. Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu. Này, ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi. Các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng 10 ngày. Hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Pergamo. Đây là lời của đấng mang thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Ta biết ngươi ở đâu, ở nơi đặt ngai của Satan. Nhưng ngươi gắn bó với danh ta và không chối bỏ lòng tin vào ta, ngay cả trong thời Antipa. Ông này là chứng nhân trung thành của ta. Ông đã bị giết trong thành của các ngươi nơi Satan ở. Nhưng ta có ít điều trách ngươi. Ở đó ngươi có những kẻ nắm giữ đạo lý của Bileam. Ông này đã dạy Balak gây cớ vấp ngã cho con cái Israel, khiến chúng ăn đồ cúng và làm chuyện gian dâm. Cả ngươi nữa, ngươi cũng có những kẻ nắm giữ đạo lý bè Nicola. Vậy hãy hối cải, bằng không ta đến với ngươi ngay tức khắc và sẽ dùng lưỡi gươm từ miệng ta mà giao chiến với chúng. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng, ta sẽ ban cho manna đã được giấu kỹ. Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng. Trên sỏi đó có khắc một tên mới. Chẳng ai biết được tên ấy ngoài kẻ lãnh nhận. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Tiatira. Đây là lời của con Thiên Chúa, đấng có mắt như ngọn lửa hồng và chân giống như đồng đỏ. Ta biết các việc ngươi làm, biết đức ái, đức tin, công việc phục vụ và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta cũng biết rằng những việc của ngươi bây giờ thì nhiều hơn trước kia. Nhưng ta trách ngươi điều này. Ngươi dung túng Idaven, người đàn bà xưng mình là nữ ngôn sứ. Nó mê hoặc các tôi tớ của ta, dạy chúng làm chuyện gian dâm và ăn đồ cúng. Ta đã cho nó có thời giờ hối cải, nhưng nó không muốn hối cải mà từ bỏ thói gian dâm. Này đây,
ta bắt nó phải liệt giường, và làm cho những kẻ ngoại tình với nó phải lâm cảnh gian truân khốn khổ. Nếu chúng không hối cải mà từ bỏ những việc chúng làm, ta sẽ giết chết con cái của nó. Tất cả các hội thánh sẽ biết rằng ta là đấng dò thấu lòng dạ, và ta sẽ tùy theo việc các ngươi làm mà thưởng phạt mỗi người. Còn các ngươi, những người khác ở Thyatira, những kẻ không theo đạo lý ấy, không biết đến cái mà chúng gọi là các bí mật thâm sâu của Satan, thì ta bảo các ngươi, ta không bắt các ngươi phải mang gánh nặng nào khác. Nhưng cái gì các ngươi đang có, hãy nắm chắc cho tới khi ta đến. Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc ta truyền, ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân. Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đó là quyền mà chính ta đã được cha ta trao cho. Ta sẽ ban sao mai cho người ấy. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Sách Khải Huyền chương 3. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Sắc Đê. Đây là lời của đấng có bảy thần khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao. Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào, hãy tuân giữ và hối cải. Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào ta sẽ đến bất chợt ngươi. Nhưng tại Sắc Đê, ngươi có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình, họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta, vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Philadelphia. Đây là lời của đấng thánh, đấng chân thật, đấng giữ chìa khóa vua David. Người mở ra thì không ai đóng lại được, người đóng lại thì không ai mở ra được. Ta biết các việc ngươi làm, này ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Bởi vì tuy ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời ta và đã không chối bỏ danh ta. Này ta sẽ ban cho ngươi một số người thuộc hội đường của Satan, những kẻ xưng mình là Do Thái mà thực ra không phải, vì chúng nói dối. Này ta sẽ bắt chúng đến phủ phục dưới chân ngươi và nhận biết rằng ta đã yêu mến ngươi. Vì ngươi đã giữ lời ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên ta cũng giữ gìn ngươi cho khỏi giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu, để thử thách những người sống trên mặt đất. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho ngươi. Ai thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta. Người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của ta và tên thành đô Thiên Chúa của ta là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của ta.
Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Laodicea. Đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi, nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Vì thế, ta khuyên ngươi đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc, khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ, vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Sách Khải Huyền, chương 4. Sau đó tôi được một thị kiến, kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn bảo tôi rằng: lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó. Lập tức tôi xuất thần, kìa một cái ngai đặt ở trên trời, và có một đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai có 24 ngai khác, và trên những ngai đó có 24 vị kỳ mục. Các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa, cháy sáng trước ngai. Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn con vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con vật thứ nhất giống như sư tử, con vật thứ hai giống như bò tơ, con vật thứ ba có mặt như mặt người, con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn con vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến. Mỗi khi những con vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên đấng ngự trên ngai, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt đấng ngự trên ngai mà thờ lạy người. Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền. Vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Sách
Sách Khải Huyền, chương 5. Tôi thấy trong tay hữu đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi: đừng khóc nữa, này đây sư tử xuất thân từ chi tộc Juda, chồi non của David đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn con vật, giữa các vị kỳ mục, một con chiên trông như thể đã bị giết. Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Con chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu đấng ngự trên ngai. Khi con chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn con vật và 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt con chiên. Mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. Các vị hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người, thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các con vật và các kỳ mục, số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn tiếng hô: con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Bốn con vật thưa amen và các kỳ mục phủ phục xuống thờ lạy. Sách Khải Huyền, chương 6. Tôi lại thấy khi con chiên mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn con vật hô lên tiếng vang như sấm: hãy đến! Tôi thấy kìa một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang cung, người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận để chiến thắng. Khi con chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe con vật thứ hai hô: hãy đến! Một con ngựa khác đi ra, đỏ như lửa, người cưỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau, người ấy được ban một thanh gươm lớn. Khi con chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe con vật thứ ba hô: hãy đến! Tôi thấy kìa một con ngựa ô và người cưỡi ngựa cầm cân trong tay. Tôi lại nghe như có tiếng nói từ giữa bốn con vật vang lên: một cân lúa mì, một quan tiền, ba cân lúa mạch, một quan tiền, còn dầu và rượu thì chớ đụng đến. Khi con chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng con vật thứ bốn hô: hãy đến! Tôi thấy kìa một con ngựa xanh nhạt và người cưỡi ngựa mang tên là Tử Thần, có âm phủ theo sau. Chúng nhận được quyền hành trên một phần tư mặt đất,
để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch và thú dữ sống trên đất. Khi con chiên mở ấn thứ năm, thì tôi thấy dưới bàn thờ, linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và đã làm chứng. Họ lớn tiếng kêu, lạy Chúa Chí Thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con. Bấy giờ, mỗi người trong số họ được lãnh một áo trắng và có lời phán bảo họ, cứ nghỉ yên một thời gian ngắn nữa, chờ cho đủ số những người cũng là tôi tớ Thiên Chúa và là anh em của họ sắp bị giết như họ. Tôi thấy khi con chiên mở ấn thứ sáu có động đất mạnh, mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu, sao trên trời xa xuống đất, tựa những trái vả xanh rụng xuống từ cây vả bị gió lớn lay mạnh. Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn lại, mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác. Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá. Họ bảo núi và đá, đổ xuống đè ta đi, và che giấu ta cho khuất mắt đấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của con chiên. Vì ngày lớn lao, ngày thịnh nộ của các ngài đã tới, và ai có thể đứng vững được? Sách Khải Huyền, chương 7. Sau đó tôi thấy có bốn thiên thần đứng ở bốn phương của mặt đất, giữ bốn ngọn gió của đất lại, không cho ngọn gió nào thổi trên đất liền, trên biển cả cũng như trên mọi cây cối. Tôi lại thấy một thiên thần khác mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả rằng, xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn, 144.000 người được đóng ấn thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Chi tộc Juda có 12.000 người được đóng ấn, chi tộc Ruven 12.000, chi tộc Gad 12.000, chi tộc Ase 12.000, chi tộc Naphtali 12.000, chi tộc Manasse 12.000, chi tộc Simeon 12.000, chi tộc Levi 12.000, chi tộc Issachar 12.000, chi tộc Zebulun 12.000, chi tộc Giuse 12.000, chi tộc Benjamin có 12.000 người được đóng ấn. Sau đó tôi thấy kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, chính Thiên Chúa chúng ta đấng ngự trên ngai, và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng, Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen! Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi, những người mặc áo trắng kia là ai vậy?
họ từ đâu đến? Tôi trả lời, thưa Ngài, Ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi, họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Vì thế họ được trầu trước ngai Thiên Chúa đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của Người. Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì con chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sách Khải Huyền chương 8. Khi con chiên mở ấn thứ bảy thì cả trời yên lặng chừng nửa giờ. Rồi tôi thấy bảy thiên thần đứng chầu trước nhan Thiên Chúa. Các vị ấy lãnh nhận bảy chiếc kèn. Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh. Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của dân thánh bay lên trước nhan Thiên Chúa. Rồi thiên thần cầm bình hương, lấy lửa trên bàn thờ bỏ đầy vào và ném xuống đất. Liền có tiếng sấm, tiếng sét, ánh chớp và động đất. Bảy thiên thần cầm bảy kèn sửa soạn thổi. Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên, mưa đá và lửa hòa với máu trút xuống đất. 1/3 mặt đất bị thiêu hủy, 1/3 cây cối bị thiêu hủy, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy. Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên, có cái gì như quả núi lớn rực lửa bị ném xuống biển, 1/3 biển hóa thành máu. 1/3 các loài thụ tạo sống dưới biển bị chết, và 1/3 tàu bè bị phá hủy. Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên, từ trời rơi xuống một ngôi sao lớn cháy như đuốc. Sao rơi xuống 1/3 sông ngòi và xuống các nguồn nước. Tên ngôi sao là Ngải Đắng. 1/3 nước hóa thành ngải đắng, và có nhiều người chết vì thứ nước đã hóa đắng ấy. Tiếng kèn của thiên thần thứ bốn nổi lên, 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng, và 1/3 các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng tối đi 1/3, ngày mất sáng 1/3, và đêm cũng thế. Tôi thấy và tôi nghe một con đại bàng bay trên đỉnh vòm trời kêu lớn tiếng, khốn thay, khốn thay, khốn thay những người sống trên mặt đất, vì sắp nổi lên những tiếng kèn còn lại của ba thiên thần. Sách Khải Huyền chương 9. Tiếng kèn của thiên thần thứ năm nổi lên, tôi thấy một ngôi sao từ trời xa xuống đất. Ngôi sao ấy nhận được chìa khóa của giếng vực thẳm. Ngôi sao mở giếng vực thẳm, và một đám khói từ giếng bốc lên, giống như khói một cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối sầm lại vì khói của giếng ấy. Từ đám khói ấy, châu chấu bay ra khắp mặt đất. Chúng nhận được quyền phép như quyền phép của bọ cạp trên mặt đất. Chúng bị cấm không được phá hại cỏ trên mặt đất, mọi loài xanh tươi và mọi cây cối, mà chỉ được phá hại những người không mang ấn của Thiên Chúa trên trán. Chúng không được phép giết họ,
mà chỉ được gây khổ hình cho họ trong vòng 5 tháng. Khổ hình chúng gây ra không khác gì khổ hình của người bị bọ cạp đốt. Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết mà không thấy, họ mong chết mà cái chết lại trốn họ. Hình dạng châu chấu giống như ngựa sẵn sàng vào trận. Trên đầu chúng có cái gì như thể triều thiên bằng vàng, còn mặt chúng thì như mặt người. Chúng có tóc như tóc đàn bà, có răng tựa răng sư tử. Ngực chúng khác nào áo giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập như tiếng xe nhiều ngựa kéo đang xông vào trận. Chúng có đuôi như đuôi bọ cạp, mang nọc. Đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng 5 tháng. Vua cai trị chúng là thần sứ của vực thẳm, tên Hipri là Avadon, còn tên Hy Lạp là Apollyon. Cái khốn thứ nhất đã qua, nhưng này còn 2 cái khốn nữa theo sau. Tiếng kèn của thiên thần thứ 6 nổi lên. Tôi nghe có một tiếng phát ra từ 4 sừng của bàn thờ bằng vàng trước nhan Thiên Chúa. Tiếng ấy bảo thiên thần thứ 6 đang cầm kèn, hãy thả 4 vị thiên thần đang bị trói ở sông cả Euphrates. 4 thiên thần được thả ra, các vị sẵn sàng, để đúng vào 5 tháng ngày. Giờ ấy thì giết 1/3 loài người. Số các đạo quân là 200 triệu kỵ binh. Tôi được nghe biết con số ấy. Trong thị kiến, tôi thấy ngựa và người cưỡi ngựa như thế này. Chúng mặc áo giáp màu lửa, màu huỳnh ngọc và diêm sinh. Đầu ngựa như đầu sư tử, và mõm chúng phun ra lửa, khói và diêm sinh. 1/3 loài người bị 3 tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm sinh từ mõm ngựa phun ra. Quả thế, quyền phép của ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng, vì đuôi chúng như rắn, có đầu, và chúng dùng đầu ấy mà làm hại. Những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được. Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp của họ. Sách Khải Huyền, chương 10. Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống. Có mây bao phủ, có hào quang trên đầu. Mặt thiên thần tựa mặt trời, còn chân thì như những cột lửa. Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn. Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất, và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong thì 7 hồi sấm lên tiếng nói. 7 hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán: hãy niêm phong lại những gì 7 hồi sấm đã nói, đừng có viết. Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời mà thề nhân danh đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, đấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn vật trong biển. Người thề sẽ không trì hoãn nữa. Nhưng trong những ngày tiếng kèn của thiên thần thứ 7 bắt đầu nổi lên, thì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất, như người đã loan báo cho các tôi tớ của người là các ngôn sứ. Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời lại nói với tôi và bảo: hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất.
Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi, cầm lấy mà nuốt đi. Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi, một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Sách Khải Huyền, chương 11. Bấy giờ tôi nhận được một cây sậy, giống như một cái gậy và nghe bảo, hãy đứng dậy mà đo đền thờ Thiên Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ phượng trong đó. Nhưng tiền đình phía ngoài của đền thờ thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho dân ngoại. Chúng sẽ chà đạp thành thánh trong vòng 42 tháng. Trong vòng 1260 ngày ấy, ta sẽ cho hai chứng nhân của ta đến tuyên sấm. Mình mặc áo vải thô, đó là hai cây ô lưu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất. Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài sẽ bị giết như thế. Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng họa xuống mặt đất bao nhiêu lần tùy ý. Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì con thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài. Nó sẽ thắng và giết các ngài. Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại. Thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sodom và Ai Cập, ở chính nơi chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong 3 ngày rưỡi, và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết. Họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. Sau 3 ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo, hãy lên đây. Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài. Ngay giờ ấy xảy ra một trận động đất mạnh, 1/10 thành phố bị sụp đổ, và 7.000 người bị giết trong cơn động đất. Những người còn lại thì sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa trên trời. Cái khốn thứ hai đã qua, thì này cái khốn thứ ba lại sắp đến. Tiếng kèn của thiên thần thứ bảy nổi lên. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng, vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người. Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. 24 vị kỳ mục ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, liền sấp mặt xuống, phủ phục mà thờ lạy Thiên Chúa. Các vị ấy nói, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đấng hiện có và đã có. Chúng con xin cảm tạ Ngài đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ và lên ngôi hiển trị. Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới và đã đến thời xét xử các vong nhân, thời ân thưởng các ngôn sứ bề tôi của Chúa, cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài. Và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ thánh danh đã đến thời hủy diệt
những kẻ nào hủy hoại mặt đất. Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ, và có ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét, động đất và mưa đá lớn. Sách Khải Huyền, chương 12. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bấy giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Mikaen và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền. Và Đức Kitô của người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi. Nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian. Khi con mãng xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời ở xa con rắn. Từ miệng con rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông để cuốn bà đi, nhưng đất cứu giúp bà. Đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con mãng xà phun ra. Con mãng xà nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển. Sách Khải Huyền, chương 13. Bấy giờ tôi thấy một con thú từ dưới biển đi lên. Nó có 10 sừng và 7 đầu. Trên 10 sừng đều có vương miện,
và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con mãng xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình, cũng như một quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo con thú. Họ thờ lạy con mãng xà vì nó ban quyền hành cho con thú. Và họ cũng thờ lạy con thú mà rằng, ai sánh được với con thú và ai có thể giao chiến với con thú. Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh người, đến lều thánh của người và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó. Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đầy thì đi đầy. Ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Tôi thấy một con thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên và nói năng như một con mãng xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của con thú thứ nhất trước mặt con thú ấy và làm cho đất cũng như những người sống trên mặt đất thờ lạy con thú thứ nhất mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt con thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ con thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng con thú, khiến tượng con thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. Nó bắt mọi người không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán nếu không mang dấu thích đó, tức là tên con thú hoặc con số tương đương với tên nó. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên con thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là 666. Sách Khải Huyền, chương 14. Tôi thấy kìa con chiên đứng trên núi Sion, cùng với con chiên có 144.000 người, mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn con vật và các kỳ mục. Không ai có thể học được bài ca này ngoài 144.000 người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được.
Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho các người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước. Người lớn tiếng hô: Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, vì đã đến giờ Người phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước. Một thiên thần khác, vị thứ hai, theo sau và nói: sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại, thành đã từng cho mọi nước uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó. Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng nói: Ai thờ lạy con thú và tượng của nó, và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay, thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người. Người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt con chiên. Khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Kẻ nào thờ lạy con thú và tượng của nó và nhận dấu thích tên nó thì ngày đêm không được nghỉ ngơi. Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giêsu, cần phải có lòng kiên nhẫn. Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: Ngươi hãy viết ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán: Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Tôi thấy kìa một đám mây trắng và có Đấng ngự trên mây, giống như một con người đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt. Mùa màng trên đất đã chín rồi. Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt. Rồi một thiên thần khác từ đền thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: Xin tra liềm sắc bén của Ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi. Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiết ngựa và lan đến 1,600 dặm. Sách Khải Huyền, chương 15. Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu. Bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng. Vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng con thú, thắng tượng của nó và con số tương đương với tên nó. Tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa và hát bài ca của ông Mô-xê tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của con chiên. Họ hát rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
Người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn nhan, vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài. Sau đó, tôi thấy đền thờ là lều trứng ướp, mở ra ở trên trời. Bảy thiên thần mang bảy tai ương từ đền thờ đi ra, mình mặc áo vải gai tinh khiết sáng chói, ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Một trong bốn con vật đưa cho bảy thiên thần bảy chén vàng, đầy cơn lôi đình của Thiên Chúa, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời. Đền thờ đầy khói từ vinh quang Thiên Chúa và từ quyền năng của Người tỏa ra. Không ai có thể vào trong đền thờ bao lâu bảy tai ương do bảy thiên thần mang đến chưa hoàn tất. Sách Khải Huyền chương 16. Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ bảo bảy thiên thần, hãy đi trút bảy chén lôi đình của Thiên Chúa xuống mặt đất. Vị thứ nhất đi trút chén của mình xuống mặt đất, những người mang dấu thích của con thú và thờ lại tượng nó liền bị một ung nhọt ác tính và đau đớn. Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển, biển liền hóa ra máu như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết. Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi và các nguồn nước, nước liền hóa ra máu. Tôi nghe thiên thần có quyền trên nước nói, lạy Đức Thánh, đấng hiện có và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy. Chúng đã đổ máu dân thánh và các ngôn sứ, nên Ngài đã cho chúng uống máu, thật là đích đáng. Tôi lại nghe bàn thờ nói, vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, những lời Ngài phán quyết đều chân thật công minh. Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời, mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta. Người ta bị khí nóng dữ dội thiêu đốt, họ nói phạm đến danh Thiên Chúa, đấng có quyền trên các tai ương đó, nhưng họ không chịu hối cải mà tôn vinh Người. Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngai con thú, vương quốc của nó liền ra tối tăm, người ta cắn lưỡi vì đau đớn, họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời vì quá đau đớn và bị ung nhọt, nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm. Vị thứ sáu trút chén của mình xuống sông cả Euphrates, nước sông ấy liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông tới. Bấy giờ từ miệng con mãng xà, từ miệng con thú và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy ba thần ô uế nhảy ra như những con ếch. Chúng quả là những thần khí của ma quỷ, chúng làm những dấu lạ và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong ngày lớn lao của Thiên Chúa toàn năng. Đây, ta đến như kẻ trộm, phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lõa lồ của mình. Chúng quy tụ họ tại một nơi, tiếng hít ri gọi là Hát-mơ-gít-đô. Vị thứ bảy trút chén của mình xuống không khí, từ đền thờ, từ ngai liền có tiếng lớn phát ra, xong cả rồi. Lúc ấy có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét và động đất lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ, từ khi con người xuất hiện trên mặt đất. Thành vĩ đại vỡ ra làm ba phần, và các thành thị của các nước bị sụp đổ. Thiên Chúa đã nhớ đến thành Babylon vĩ đại, mà cho nó uống chén rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Người. Mọi hải đảo biến đi, núi non không còn nữa. Những hạt mưa đá lớn nặng chừng nửa tạ, từ trời giáng xuống người ta, và người ta nói phạm đến Thiên Chúa, vì bị tai ương mưa đá,
bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng. Sách Khải Huyền chương 17. Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy con điếm khét tiếng đang ngồi bên những làn nước mênh mông bị xét xử như thế nào. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó. Rồi đang khi tôi xuất thần, thì thiên thần đem tôi vào sa mạc. Ở đó tôi thấy một người đàn bà ngồi trên một con thú đỏ sậm. Con thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa, và có bảy đầu, mười sừng. Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán nó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Tôi thấy người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng nhân của Đức Giêsu. Thấy nó, tôi rất đỗi ngạc nhiên." Bấy giờ thiên thần bảo tôi: "Sao lại ngạc nhiên? Tôi sẽ nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí của người đàn bà và của con thú nó đang cưỡi, là con thú bảy đầu mười sừng. Con thú ông vừa thấy, nó đã có nhưng không còn nữa. Nó sắp từ vực thẳm đi lên và đang tới chỗ diệt vong. Các người sống trên mặt đất mà từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ trường sinh sẽ ngạc nhiên khi thấy con thú, vì nó đã có, nó không còn nữa nhưng sẽ trở lại. Đây là lúc cần phải có trí thông minh cùng với sự khôn ngoan. Bảy đầu là bảy quả núi trên đó người đàn bà ngồi. Đó cũng là bảy vua. Năm vua đã đổ, một vua hiện còn, một vua khác chưa đến. Và khi vua này đến, thì phải ở lại ít thời gian thôi. Còn con thú đã có và không còn nữa, nó là vua thứ tám. Nó cũng thuộc số bảy vua và đang tới chỗ diệt vong. Mười sừng ông đã thấy là mười vua, chúng chưa nhận được vương quyền và sẽ nhận được quyền làm vua với con thú trong vòng một giờ. Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho con thú. Chúng sẽ giao chiến với con chiên, và con chiên sẽ thắng chúng, vì con chiên là chúa các chúa, vua các vua. Những kẻ đi theo người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn và luôn trung thành cũng sẽ thắng." Thiên thần lại nói với tôi: "Những làn nước ông đã thấy nơi con điếm ngồi là những dân, những đám đông, những nước và những ngôn ngữ. Mười sừng ông đã thấy và con thú, chúng sẽ ghét con điếm, sẽ bắt nó phải đơn độc và trần truồng, sẽ ăn thịt nó và dùng lửa thiêu hủy nó. Quả vậy, Thiên Chúa đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của người, thực hiện một ý định duy nhất là trao vương quyền của chúng cho con thú, cho đến khi các lời Thiên Chúa được hoàn tất. Người đàn bà ông đã thấy là thành vĩ đại nắm vương quyền thống trị vua chúa trần gian." Sách Khải Huyền chương 18. Sau đó tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống, với quyền hành rộng lớn và vinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. Người lên tiếng hô mạnh mẽ
sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Bởi vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và các con buôn trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó. Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi thành ấy đi để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó. Thật vậy, tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó. Nó đã xử làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy trả lại cho nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu nó đã rót, hãy rót trả gấp đôi. Nó đã phô trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy dáng khổ hình và tăng tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ: Ta ngự trên ngai nữ hoàng, ta không quá bụa, và ta sẽ không hề lâm cảnh tang tóc. Vì thế, nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến. Nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém. Nó sẽ bị lửa thiêu hủy, vì Đức Chúa Thiên Chúa đấng đã xét xử nó là đấng oai hùng. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm và sống xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than nó khi thấy khói từ đám cháy thiêu hủy nó. Vì sợ khổ hình của nó, chúng sẽ đứng xa xa mà than rằng: Khốn thay, khốn thay, hỡi thành vĩ đại, hỡi Babylon thành phố hùng cường, vì nội trong một giờ ngươi đã bị xét xử. Các con buôn trên mặt đất khóc lóc để tang nó, vì không còn ai mua hàng hóa của chúng nữa. Hàng hóa đó là vàng, bạc, đá quý, ngọc trai, vải gai mịn, vải đỏ tía, tơ lụa, vải đỏ thẫm, gỗ trầm, đồ bằng ngà, đồ bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng cẩm thạch, quế, sa nhân, hương thơm, mộc dược, nhũ hương, rượu, dầu, tinh bột, lúa mì, súc vật, chiên cừu, ngựa, xe, thân xác và cả linh hồn người ta nữa. Hoa quả lòng ngươi ao ước đã biến xa ngươi, mọi thứ lòe loẹt hào nhoáng ngươi không còn nữa, và người ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa. Những kẻ buôn các hàng hóa ấy, những kẻ đã nhờ thành ấy mà làm giàu, sẽ đứng xa xa vì sợ khổ hình của nó, sẽ khóc lóc để tang và than rằng: khốn thay, thành vĩ đại đã mặc vải gai mịt, vải đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai, vì nội trong một giờ bấy nhiêu của cải đã bị phá tan hoang. Mọi tài công và mọi kẻ đi tàu, các thủy thủ và các người làm nghề hàng hải đứng xa xa, và khi nhìn thấy khói từ đám cháy thiêu hủy nó, họ kêu lên: Thành nào sánh được với thành vĩ đại? Chúng rắc tro bụi lên đầu, kêu la khóc lóc để tang và than rằng: khốn thay thành vĩ đại đã lấy sự phong phú của mình mà làm giàu cho các chủ tàu biển, vì nội trong một giờ nó đã bị phá tan hoang. Hỡi thiên quốc, hãy mừng vui hoan hỷ, vì nó đã bị phá tan hoang. Hỡi dân thánh, các tông đồ và các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã xử công minh cho các người khi lên án nó. Bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhấc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói: Babylon thành vĩ đại sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó, và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa.
trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể. Bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất. Bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc. Và trong thành ngươi đã tìm thấy máu của các ngôn sứ, của dân thánh và của mọi người đã bị giết trên mặt đất. Sách Khải Huyền, chương 19. Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên: Hallelujah, Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh, vì người đã xét xử con điếm khét tiếng, từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng, và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Lần thứ hai họ lại hô Hallelujah, khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Bấy giờ 24 vị kỳ mục và 4 con vật phủ phục xuống thờ lạy Thiên Chúa đấng ngự trên ngai mà tung hô Amen, Hallelujah. Rồi từ ngai có tiếng phát ra: Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ người. Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội. Hallelujah, Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền. Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh. Thiên thần bảo tôi hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Người lại bảo tôi, đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa. Tôi phủ phục xuống dưới chân người mà thờ lạy, nhưng người nói, đừng, đừng, tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng của Đức Giêsu. Hãy thờ lạy Thiên Chúa. Lời chứng của Đức Giêsu là thần khí linh hứng cho ngôn sứ. Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở, kìa một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật. Người theo công lý mà xét xử và giao chiến. Mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu viết trên mình mà ngoài người ra chẳng ai biết được. Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của người là Lời của Thiên Chúa. Các đạo quân thiên quốc đi theo người, họ cưỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế: Vua các vua, Chúa các chúa. Rồi tôi thấy một thiên thần đứng trên mặt trời. Người lớn tiếng bảo mọi loài chim đang bay trên đỉnh vòm trời: Đến đây,
tề tựu cả về mà dự đại tiệc của Thiên Chúa, để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh, thịt chiến mã và kỵ binh, thịt mọi người tự do cũng như nô lệ, trẻ nhỏ cũng như người lớn. Tôi lại thấy con thú và vua chúa trên mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng tụ tập lại để giao chiến với đấng cưỡi ngựa và đạo quân của người. Con thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt. Những người còn lại bị thanh gươm phóng ra từ miệng đấng cưỡi ngựa giết chết, và mọi loài chim được ăn no thịt của chúng. Sách Khải Huyền, chương 20. Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm. Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước cho đến khi hết 1000 năm ấy. Sau đó nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Rồi tôi thấy những chiếc ngai có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giêsu và lời của Thiên Chúa. Họ là những kẻ đã không thờ lạy con thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô 1000 năm. Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết 1000 năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Họ sẽ hiển trị với Đức Kitô 1000 năm ấy. Hết 1000 năm ấy, Satan sẽ được thả ra khỏi ngục. Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ, là Gốc và Ma Gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến. Số chúng nhiều như cát biển. Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và thành đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng. Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh. Ở đó đã có con thú và tên ngôn sứ giả, và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp. Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng, và thấy đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn, rồi một cuốn khác cũng đã mở ra, đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Biển trả lại những người chết nó đang giữ, tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc đã làm. Tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa. Sách Khải Huyền, chương 21. Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới,
từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to, đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán, này đây ta đổi mới mọi sự. Rồi Người phán, ngươi hãy viết, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người lại phán với tôi, xong cả rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt. Đó là cái chết thứ hai. Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi, lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy tân nương, hiền thê của con chiên. Rồi đang khi tôi xuất thần, thì Người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa, thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê, thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Thiên thần đang nói với tôi cầm cái thước đo là một cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường thành. Thành hình vuông, chiều dài cũng bằng chiều rộng. Rồi Người lấy cây sậy đo thành được 12.000 dặm, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. Người đo tường thành được 144 thước, theo thước đo của loài người cũng là của vị thiên thần. Tường xây bằng ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng. Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai bằng lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền móng thứ tư bằng bích ngọc, nền móng thứ năm bằng mã não, nền móng thứ sáu bằng xích não, nền móng thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng thứ mười bằng kim lục, nền móng thứ 11 bằng huỳnh ngọc, nền móng thứ 12 bằng tử ngọc. 12 cửa là 12 khối ngọc trai, mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. Quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt. Trong thành tôi không thấy có đền thờ, vì Đức Chúa Thiên Chúa Toàn Năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó. Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm.
thiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của các dân ngoại. Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong sổ trường sinh của con chiên mới được vào. Sách Khải Huyền chương 22. Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của con chiên. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây sự sống sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại, sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của con chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ người sẽ thờ phượng người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan người và thánh danh người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Thiên thần nói với tôi, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật, và Đức Chúa là Thiên Chúa ban thần khí linh hứng cho các ngôn sứ, đã sai thiên thần của người đến tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Đây, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Phúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này. Tôi là Gioan đã được nghe và thấy những điều đó. Nghe và thấy xong, tôi phủ phục xuống dưới chân vị thiên thần đã chỉ cho tôi thấy các điều ấy mà thờ lạy người. Nhưng người nói, đừng, đừng, tôi cũng là một tôi tớ như ông, và như các anh em của ông là các ngôn sứ và những người tuân giữ các lời trong sách này. Hãy thờ lạy Thiên Chúa. Rồi người bảo tôi, đừng niêm phong những sấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. Kẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi. Đây, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến, và ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc mình làm. Ta là Alpha và Omega, là đầu và cuối, là khởi nguyên và tận cùng. Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình để được quyền hưởng dùng cây sự sống, và qua cửa mà vào thành, những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài. Ta là Giê-xu, ta đã sai thiên thần của ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây liên quan đến các hội thánh. Chính ta là chồi non và dòng dõi David, là sao mai sáng ngời. Thần khí và tân nương nói, xin Ngài ngự đến. Ai nghe, hãy nói, xin Ngài ngự đến. Ai khát, hãy đến. Ai muốn, hãy đến. Lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền. Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này, tôi xin chứng thực. Ai mà thêm điều gì vào đó, thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này. Ai mà bớt điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây sự sống và thành thánh, là cây và thành mô tả trong sách này. Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng, phải, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Amen. Lạy Chúa Giê-xu xin ngự đến.
Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giêsu. Đọc Kinh Thánh do các anh chị em thánhlinh.net thực hiện. Sách Khải Huyền chương 1. Mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho người, để người tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của người biết mặc khải đó. Ông Gioan đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô. Về những gì ông đã thấy, phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó. Vì thời giờ đã gần đến. Tôi là Gioan, kính gửi bảy hội thánh Asia. Xin đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của người. Xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là ai?